Thân ái chào mọi người. Hôm nay rất vui được gặp lại mọi người. Thì hôm nay mình xin giới thiệu, đây là một cái tủ điều khiển từ xa mình mới lắp cho khách hàng. Thì tủ này điều khiển động cơ là 3 pha với công suất là 5,5 kW. Thì đây là tổng thể về tủ phía ngoài. Kích thước của tủ là 30 x 40 x 20. Phía ngoài sẽ có 3 đèn báo pha và đèn báo trạng thái motor và công tắc chế độ. Đây là chế độ AU là chế độ điều khiển từ xa qua điện thoại, và chế độ MA là chế độ bật bằng tay ở chỗ này. Ở giữa là nó sẽ đưa vào trạng thái tắt bình thường, sẽ để vào AU để điều khiển từ xa qua điện thoại. Còn điều đặc biệt của cái tủ này là gì? Thì cái tủ này nó điều khiển từ xa qua điện thoại, kèm theo đó với một số chức năng như là bảo vệ động cơ bằng relay nhiệt chống quá tải, bảo vệ, đây là bộ bảo vệ mắc pha đảo pha thiếu áp, đây là bộ bảo vệ mắc pha đảo pha thiếu áp. Thì đối với điện 3 pha khi mà sử dụng bị mắc một pha thì sẽ gây cháy động cơ rất là nguy hiểm. Thì tủ này có thêm cái thiết bị này để bảo vệ cho động cơ chúng ta hoạt động tốt hơn. Ngoài ra đối với trường hợp mà điện lực đảo pha thì thiết bị này nó cũng sẽ nhận biết, nếu mà pha B pha C không đúng thì lập tức nó sẽ cắt đi. Khi về sử dụng thì mọi người đấu dây pha vào L1, L2, L3, đảo đến khi nào thiết bị nó đúng thì nó sẽ báo đèn lên để biết là đã đủ tải, đã đủ đúng pha và đủ điện áp, thì thiết bị nó mới sẽ cấp điện ra để chúng ta điều khiển khởi động từ hay là relay nhiệt gì đó. Còn bên này là bộ điều khiển từ xa qua điện thoại AF01, có chức năng điều khiển từ xa qua điện thoại. Rồi bây giờ mình đây là sơ qua về tủ. Ở dưới này L1, L2, L3 là 3 dây nguồn vào, T1, T2, T3 và là 3 dây nguồn ra máy bơm, và N bên này là dây trung tính. Rồi tủ nó đơn giản như vậy thôi. Ở vị trí này chúng ta sẽ lắp một cái khe sim, lắp một cái sim vào để thực hiện chức năng điều khiển từ xa qua điện thoại. Thì bây giờ mình sẽ sử dụng một cái điện thoại để mình thực hiện chức năng điều khiển qua điện thoại cho các bạn xem. Và cái tủ này thì nó chỉ cho phép những số điện thoại nào đã được quyền đăng ký mới được điều khiển từ xa, còn những số lạ thì nó sẽ bỏ qua, không có lo là bị phá rối. Rồi bây giờ mình sẽ thực hiện cái lệnh đầu tiên là lệnh đăng ký. Mình sẽ đăng ký quyền điều khiển. Đây mình soạn tin nhắn là đăng ký và mình gửi đến số điện thoại trong tủ, thì nó sẽ báo về tin nhắn là cài đặt số điện thoại thành công. Khi đó cái điện thoại này đã được cấp quyền điều khiển cái tủ. Rồi đã cài đặt thành công. Bây giờ mình muốn khởi động động cơ lên rất đơn giản, chỉ cần gọi vô. Rồi thì lập tức khởi động từ sẽ nhảy xuống và đèn báo trạng thái động cơ là đó, và nó sẽ báo tin nhắn về cho chúng ta biết là thiết bị đã được khởi động và đã được bật lên rồi. Hoặc là chúng ta muốn tắt đi thì chúng ta cũng chỉ cần thao tác gọi điện vô, rất là đơn giản. Thì lập tức tủ sẽ tắt đi, tắt động cơ đi và báo về cho chúng ta biết. Đó, báo không tốn tiền nha mọi người, đây là chức năng bật không tắt không tốn tiền. Hoặc là chúng ta có thể sử dụng tin nhắn để điều khiển, chúng ta có thể soạn tin là bật, chúng ta gửi vào thì lập tức tủ nó cũng sẽ khởi động lên. Đó, và nó cũng báo tin nhắn về. Rồi khi ví dụ thiết bị chạy quá tải thì cái relay nhiệt này nó sẽ ngắt động cơ đi, đó nó sẽ ngắt động cơ đi và lúc đó rất an toàn là động cơ không bị cháy. Hoặc là mắc pha đảo pha thì cái bộ mắc trong mắc pha này nó sẽ thực hiện chức năng nhiệm vụ của nó. Ở phía ngoài tủ thì chúng ta có thể tắt ở chế độ này và bật chế độ bằng tay ở đây, còn ở đây nó sẽ chạy chế độ được từ xa qua điện thoại. Tủ nó hoạt động đơn giản vậy thôi. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video.